cứ ở với mẹ được năm nào thì ở thì lấy vợ thì kệ. Nếu mà trong cái lúc này ấy, mà có duyên ấy, mà có đến ấy, thì mình cũng đón nhận thôi, còn không có thì thôi, mình cũng không nghĩ đến đâu. Mình cứ ở với mẹ được năm nào thì ở đó, thế đấy mình tính sau. Đây là khu xóm ruộng quận Bình Thạnh. Tôi và mẹ tôi vào Sài Gòn được 2 năm nay. Mẹ tôi già yếu, sức khỏe yếu, ở ngoài khí hậu khắc nghiệt nên tôi đưa mẹ tôi vào đây. Khí hậu tốt thì mẹ tôi sống khỏe hơn. Bình thường như 5 giờ sáng tôi đi làm bảo vệ, tôi trực đến 1 rưỡi chiều tôi về. Về là tôi đi bán ve chai, là tôi đi lượm từ ngày hôm trước. Tôi về tôi bán ve chai rồi đi chợ mua thức ăn, rau cỏ, tôi về nấu cơm cho mẹ ăn. Còn buổi sáng tôi đi đấy là tôi cũng có cắm cơm từ tối hôm trước để ở nhà rồi, cắm nóng rồi. Thức ăn các cái là tôi đảo nóng lên, là lúc nào mẹ tôi nói mẹ tôi đấy mẹ ăn. Không có thì cô hàng xóm sang là cô ấy lấy cho ăn, cô ấy ăn cùng luôn. Bình thường thì tôi đi mẹ tôi đi lấy ve chai từ 6 rưỡi tối đến có hôm thì 10 giờ, 11 giờ, có hôm 1, 2 giờ đêm. Buổi tối thì cũng không tùy được, chứ được bình quân ấy thì 7, 80, 100 gì đấy. Nhiều hơn thì là được hơn 100, 120 đến 150. Còn hôm nào không khó mấy thì chỉ được mấy chục thôi. Tiền lương bảo vệ của em một tháng 4 triệu. Em làm 8 tiếng rưỡi. 4 triệu thì mới đây tôi mới làm. Thì dự tính chi tiêu thuốc men cho mẹ rồi đóng tiền nhà là hết thôi. Còn tôi đi lượm ve chai thì mua thức ăn rồi đóng gạo hàng ngày. Những ngày mưa không đi nhặt được thì tôi phải nghỉ thôi. Nó nói là chi tiêu các cái thì mình cũng phải giữ lại một ít nào để mà bù vào những cái ngày mưa gió. Bốn người con, được cả 3 người con trai, 1 chị con gái. Thì có mỗi một anh có vợ thôi, còn hai anh và anh cái anh giáp cái anh này thế này, cái anh Hưng này là chưa có vợ, còn có mỗi một anh là có vợ thôi, có vợ là có con có cháu rồi đấy. Còn một chị con gái thì đi lấy chồng thì là cũng ở xa lắm, con cái chẳng có, mà ít khi mẹ con gặp nhau lắm. Được mấy cái đợt mới vào đây đi có hôm 3 giờ sáng anh chị ạ, có hôm về nhà đi về là bắt đầu nó xen đồng hồ là 3 giờ à, đun về đến nhà, vừa đun vừa lượm chứ không phải đun không đâu, đun là có cái chai cái giấy nào là lượm. Vậy là bắt đầu là đun về nhà là phải 4 rưỡi, có khi như thế là nó tắm rửa chặt rũ quần áo với bộ trọng là bắt đầu là lên nơi là 5 giờ là bắt đầu bảo đứa tôi có cái gì cho mẹ ăn, cho mẹ ăn xong là bắt đầu là mẹ con là bắt đầu ngủ. Là cái đợt đấy là nó chưa đi làm bảo vệ, nhiều người gọi lắm mà bảo không dám để mẹ ở nhà đi làm bảo vệ sợ. Siêng năng giỏi lắm á, tại vì á làm thì rất là giỏi, mà hỏi em chứ đi làm chiều về 6 giờ đi lượm dây chai tới 2-3 giờ khuya mới về, ngủ đêm về có 2 tiếng đồng hồ, ngủ có 2 tiếng đồng hồ nó ngay, nhiều khi ra đây cũng ngu gật. Tôi cũng hay nhắc nhở nó này kia cái nọ vậy,
là thôi ráng cố gắng lên đi, đừng có ngủ, để người ta ngủ, người ta đã lương mình mà ngủ người ta thấy người ta nói, con cứ ráng cố gắng lên đừng ngủ, hết giờ về á. Nó cũng giỏi lắm, tôi nói hoài nó nghe vậy thôi. Nó đi làm xong rồi hả, chút xíu là nó xin người ta về đem đồ ăn về cho mẹ nó, rồi nó mới đi làm tiếp. Có đi lượm ve chai là nó để mẹ nó lên xe đẩy, nó đẩy đi lúc nào mà mẹ nó cảm thấy mà thấy khỏe, mẹ nó nói thôi cho mẹ xuống mẹ đi bộ thì nó mới cho mẹ nó xuống, còn không thì nó cứ để vậy đó. Rồi nó ra cái khúc nào nó để mẹ nó ngồi đó, rồi nó đi lượm lại cho mẹ nó giữ. Mẹ nó bệnh thì thôi, nó ở nhà nó lo thuốc men đồ, nó thương lắm. Nói chung là tôi thấy ở xóm này có một mình nó là nhất rồi đó. Không bao giờ nói nặng đến mẹ, ở đây hàng xóm ai người ta cũng phải nói, người ta cũng công nhận được. Chỉ thế là thằng bé dễ thương, mà nó chịu thương chịu khó. Chưa thấy bao giờ mà mẹ con như thế nào là nặng nhẹ cái gì cả. Không có người nào là người không nói cả. Ở đây người nào cũng nói. Từng bữa cơm thì cứ sắp cơm ra cái gì ngon nhất thì gắp cho mẹ. Mà anh chị ơi, tôi có ăn được đâu. Chính như cơm xì rầu của tôi gần ăn được một bát dày. Mà cứ mà cơm mà có thịt hay có cái cá hay là cái gì tôi cũng không ăn mấy. Mà nó cứ gắp cho. Thế mà cái gì ngon là nó gắp cho. Làm thế mà nhà im thì còn làm được, mà nếu mà nó có là nó cứ ngồi dậy là nơi mà nó xem là có kiến là nó đuổi đi cho mẹ, không có thì mẹ nằm không biết già rồi nó đốt không. Đi lượm ve chai rồi hay nói về bố em thôi, bố em mất rồi hay kể những câu chuyện về bố vậy thôi, mà chỉ có thế mà cũng đăng không hết chuyện. Chưa, bố em kia có ảnh bố em ấy. Buồn thì mẹ em hay ốm, hay bị ngất thôi. Thì buồn, nhiều khi trong nhà không có tiền mua thuốc cho mẹ, trong nhà không có gì ăn chẳng hạn, cũng buồn. Thì mẹ con thì động viên nhau thôi, cố gắng vậy. Có nghĩa là không có thức ăn thôi, chứ còn cơm mình vẫn có nước mắm, chứ không phải là ấy. Chứ thời buổi bây giờ ăn cơm với nước mắm là khổ rồi, chứ đâu phải là cứ không có cái gì là mới là khổ đâu. Khỏe vui thôi. Chứ em vui là mẹ em ăn nhiều này, khỏe này, ngủ được là em vui. Còn chẳng có gì vui hơn cả.